Rõ ràng là có những cái cơ sở để đánh giá sức mạnh đến bên phía đội 17, nhưng Cerberus Esports đang đụng độ bên phía đội của Navi và đây là đối thủ trực diện của chúng ta. Zoology vừa knock out được Alia, Mel cũng đã rất yếu rồi, đồ cần phải được đưa vào. Hải Saki đang chờ đợi một thời cơ thích hợp và nó cũng bào được thêm nửa cây máu đến từ bên phía đội của Navi. Nếu chúng ta mang 14 điểm kill này sẽ lợi thế quá lớn, thêm một điểm knock out nữa, bắn quá tốt đến từ Hải Saki, một mạng nữa thôi. Nhưng Tianba đang bắn ngược về bên phía đội của Cerberus Esports và Hải Saki cần sống, không cần quá vội vàng ở trong những tình huống farm kill này. Mel giải Spoke ra để che chắn bên phía đội người Na'Vi. Có vẻ như Zoology Tycon Hải Saki bắt đầu từ bỏ ý định của mình chăng? Trên tay vẫn đang quả flash, Tycon đã lên xe rồi và vẫn là muốn in đến từ đội hình bên phía team Cerberus Esports. Còn nó đã 3 quả nét trên người của Tycon cơ và tiếp tục nét, và quả nét này là thứ kết liễu đi XMPL. Mel cũng đã yêu máu và tiếp tục vẫn còn ở những quả nét tiếp theo nữa cơ. Liệu hay đâu? Máu không có thì đội hình bên phía Na'Vi. Và đó là pha thi đấu quét sạch dành cho bên phía team Cerberus Esports. Chúng ta đã clear được một diện tích cực kỳ lớn để vào bo. Bây giờ đường của Seth rất thoáng, trước mặt là Sonic, chúng ta hoàn toàn có thể băng qua thời điểm sớm như thế này. Ở phía bên trong vẫn đang rất thoáng. Chính xác. Và đường của Cerberus Esports là hoàn toàn có. Nhưng trong khi đó thì Ace lại đang muốn đối đầu bên phía đường của Third Eye. Try by the Brex, anh ta chưa knock out được người, cuối cùng lấy được mạng của Adam. Nhưng có vẻ như bên phía đội của Third Eye cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ace ở trong pha này. Họ đang muốn dí theo. Oles đã xuống xe và anh ta chủ động bắn, nhưng sát thương vẫn là chưa đủ để knock out bất kỳ một ai cả. Maika đã bị nhắm tới. Nhưng đâu sẽ là điểm knock out dành cho bên phía đội của Third Eye đây, khi mà họ đang tốn hơi nhiều thời gian mà không thể nào giữ được lại Arsene. Thậm chí Esquid còn lấy mạng của Rick GB, mất đi người đến người thứ hai. Third Eye cần phải cân nhắc về việc bỏ. Một tình huống chúng thấy rằng đội hình bên Third Eye Gaming họ di chuyển vào bo là quá muộn, và khi đó Arsene đã là người chờ sẵn rồi. Một pha sấy là quá tốt đến Chris, và tiếp tục đó là Third Eye Gaming bay màu với cái tên bên phía Na'Vi. Và đây mới là game thi đấu đầu tiên trong ngày. Seth đã vào trong bo rồi. Pha thi đấu này có phần là hơi lỡ nhịp đến từ bộ đội bên Ghibli Esports. Và đó là lý do sao hai người của họ bay màu là vô cùng nhanh. Và bây giờ tôi nghĩ rằng Heaven cùng với Gilmin, cùng với cả chiếc Glass nữa sẽ di chuyển luôn về cái khu vực đó, chính là bảng điểm số. Chứ chẳng có nơi nào để đi thành Ghibli cả. Toshi đang cố gắng sinh tồn cho pha thi đấu này, nhưng mà trông vẻ Toshi đang quá khó khăn. Hao bắn sang và có thêm cả sự xuất hiện của Shutoki ở phía bên kia nữa. Và đó là dấu chấm hết dành cho Ghibli. Đội tuyển đang đứng phía trên đội hình bên phía team Seoul Esports. Chỉ 4 điểm thôi, nhưng Seth đang muốn chơi bên phía đội của Sonic. Có một sát thương màu vàng vừa bắn vào đầu của Edgewin và khiến anh ta gần như không thể tham gia trong pha giao tranh này. Nhưng Himat đã bị knock out rồi, sẽ cần phải lùi xuống. Himat sẽ về được khu vực này hay không đây? Nhưng quả lửa, ui, nó cháy phía đằng sau lưng của Hải Saki. Và Hải Saki vẫn có thể chạy được, chúng ta đang ở góc khuất. Nhưng mà Cerberus Esports có vẻ như sẽ cứu kịp nhau dậy và họ sẽ có thể di chuyển tiếp. Và trong tình huống này, Hải Saki vẫn đang có tình huống tanh bo. Himat lượng máu vẫn liên tục là giảm trong pha thi đấu tiếp theo. Hải Saki đang ở phía đằng sau nhà đội hình bên phía team Sonic. Nhưng pha thi đấu này Sonic đã có cho mình quá nhiều lợi thế rồi. Hải Saki nằm trong pha thi đấu tiếp theo. Zoli thì sao đây? Vẫn được nhấp nhả là khéo. Và tiếp tục làm tiếng knockout đến từ đội hình bên phía team Sonic Esports mà thôi. Nhưng bắn là vô cùng giá, chỉ còn lại một mình cái tên Tycon. Tycon một đấu ba. Và lượng máu bây giờ chắc chắn phải là hưu đến Tycon. Nào liệu rằng liếm thêm cho mình điểm kill nữa hay không đây? Tiếp tục là điểm kill thứ 5 gọi tên đội hình bên phía team Cerberus Esports. Cùng với đó top 13 dành cho Luminosity Gaming. Một vòng bò vô cùng là khó chịu. Và Tinkleton solo cắn máu với cả Tycon. Bây giờ cả hai cùng bị kẹt. Tycon bây giờ bảo chạy vào thì đường quá xa, chỉ có thể cố gắng ở lại đón Tinkleton thôi. Nhưng mà chúng ta đang không rõ thực sự Tinkleton có bao nhiêu máu trong pha này. Nhưng Tycon còn nết. Đúng. Tycon vừa định chuẩn bị rút cho mình một quả nết và không biết rằng quả nết này nó sẽ như thế nào đây. Còn với Sonic, đúng rồi, chỉ còn lại một mình Tinkleton thôi. Nào hãy cùng xem nếu Tycon hạ sát thành công vị trí Tinkleton thì cơ hội để có thể sinh tồn tiếp vẫn là có tại đội bên team Cerberus Esports. Nhưng pha thế này tôi nghĩ rằng quả nết đó đã có thể xong rồi. Nào hãy cùng xem với đội hình bên phía team Sonic sẽ làm gì ở đây. Tycon sắp hết máu rồi thì phải. Chúng ta đang chờ một pha xuất sắc đến Tycon. Ồ, vẫn còn 4 phút đến khi cơ đối phương lộ trỏm đầu đang cần bắn. Và nếu có điểm kill này thì bên phía đội của Cerberus Esports sẽ lên top 3 ngay phía trên Sonic. Tinkleton đang hết máu, anh ta đang phải heal. Tycon một chốc thời cơ để đẩy, nhưng Tinkleton sẽ được kế trước trong pha này. Chủ động pre-fire vẫn chưa được. Lại là cuốn máu đến cả hai bên thôi. Nhưng thậm chí là còn muốn trả sẵn đồ để đón. Tinkleton cũng cần câu giờ. Đạn cả hai bên là nhiều, grow ra tầm gần sẽ mạnh hơn. Đó là chiến thắng dành cho Tycon. Top 3 sẽ là của Cerberus Esports và tạm thời thì sẽ không có ai đuổi được. Chính xác, và chúng ta thấy rằng với phase thứ tư thì lượng sát thương đến từ vòng bo nó vẫn chưa phải là quá nhiều. Tycon lượng máu trên người nó vẫn sẽ là thoải mái mà thôi. Còn trong khi đó phía bên này thì đội hình bên phía team Danoa cũng đang gặp khó rồi. Hãy nhìn xem ý định ở phía bên ngoài, nhưng mà sau đó thì thôi, vòng bo là thứ kết thúc với Tycon. Đã là phase 5 rồi. Dừng lại luôn. Ừ.
sát thương tăng quá rất khó. Nhiều đến từ vòng bo, nhưng chúng ta đã có đủ điểm để có thể yên tâm về bên phía đội Subreddit Esports. Ta chỉ thua bên phía đội Ghibli 2 điểm và cần một điều kiện nữa là bên phía đội của 17 Gaming không được tăng quá nhiều trong game này. Seoul vừa knock out được một player đến từ bên phía đội Shoot to Kill, và khi mà cả Hao cũng can thiệp vào thì đang có quá nhiều người nhắm vào STK. Họ rất có thể sẽ mất đi toàn bộ cơ hội ở để lấy thêm điểm trong game thi đấu này. Sẽ là những tình huống pre-fire đến từ bên phía đội hình của DJS thôi. Foreman có phương tiện và đây là một tín hiệu tốt cho họ có thể rời đi. Và Tulin bên phía đội Twist of Mind còn knock out Ruin của Hao. Và Belmont thì cũng trượt gần như là toàn bộ những viên đạn của mình. Có chăng chiếc xe sẽ là thứ ăn sát thương. Ôi, Crazy 112 lao thẳng khu nhà của Lu, và liệu anh ta có biết hay không đây? Shop rất nhiều đạn, Lu nấp vào được vị trí Crazy 112. Khoảng cách xa đến như vậy nhưng khẩu shotgun vẫn có thể phát huy được hiệu quả. Và bây giờ thì Foreman đang bị sâu xé từng chút một. Đội tuyển đứng ở top 8 của chúng ta đang bị quay. Twisted Mind tiếp tục đặt thêm những áp lực vào và hủy diệt hoàn toàn bên phía đội hình Foreman cũng như là phần nào đó của Hao. Chúng ta thấy rằng đội hình bên phía Foreman không thể được quá nhiều, còn trong khi đó thì Hao vẫn đang rất cố gắng, nhưng mà giờ mắt bắn kinh quá. Ba Tulin vẫn đổi được mạng trong pha tiêu đó, và đây là rất nhiều smoke đến từ đội hình bên phía team Hao. Nhưng mà điểm kill lại thuộc về các team bên đây chết Gaming cơ. Hai điểm kill bỏ túi lên đây chết rồi. Giờ mắt sẽ làm gì pha tiêu này đây? Đội hình ấy đang cần một quyết định là sủi thôi. Bởi vì trong pha tiêu tiếp theo thì giờ mắt sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì trước mặt họ đang là có thêm cả team bên phía team Twisted Mind nữa cơ. Một góc thi đấu sẽ được nhìn thấy trước đến từ vị trí của The Mask với vị trí Spyro. Spyro trong pha thi đấu này vẫn đang có tiếng sấy, và phải nói rằng góc đứng là quá thoải mái Spyro. Một tiếng sấy nốc một và sau đó quả nết là thứ hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, khiến Scorpio lại phải bò vào đầu gối rồi. The Mask không thể góp lại quá nhiều cơ hội cho đội hình bên phía team The Hào. Hãy cùng xem 17 Gaming sẽ vào bo kiểu gì đây. Còn với đội hình bên phía Thiên Ba Esports, họ đang phải vượt qua các tên bên phía team Asen. Và trong pha thi đấu này thì Asen cũng đã để mất một rồi, và đó là điểm kill confirm tiếp theo gọi tên đội hình Tiền Bà. Nào, Mika một góc thi đấu sẽ là phải kê trước những quả nết vừa rồi của Kiyokai khiến cho Long Scott đã phải nằm. Và tầm này đã nằm thì chắc chắn sẽ là không cứu. Bảy Ú sẽ có cho mình một khẩu Goza trên tay, và nhìn xem Goza bắn là quá tởm đi. Nhưng Thiên Ba chỉ còn lại có một mà thôi. Một đấu hai dành cho Bảy Ú trong pha thi đấu này. Đây không phải là Asen mà chúng ta biết trong những ngày đầu. Asen chưa bao giờ bắn căng đến như vậy với những đội Trung Quốc cả. Nhưng bây giờ họ càng bắn càng bay. Top 9 ở bên phía đội Thiên Ba và đã là 7 kill trong game thi đấu này dành cho bên phía đội Asen rồi. Nhìn Dada White Sport đang can thiệp vào, vì đây là một góc trống. Temin không thể nào chạm được vào người đồng đội của mình. Sẽ cần bộ đôi DZ cũng như là Foxy chơi phía bên trong căn nhà kho trước mặt. Đâu đó trên bản đồ Flash cũng vừa hạ được Lu đến bên phía đội ở Twisted Mind. Và 17 Gaming đang sẵn sàng cho pha công. Họ muốn chiếm hoàn toàn góc này. Xboot đang giữ đồ, lưu gót bồ gần. Nhưng Foxy DG8 mỗi người sẽ thủ một hướng mà thôi. Đây sẽ tướng phải tin nhau đến bộ đội bên phía team. Đó chính là Genji đẩy vào quá cục xúc, mặc dù trên tay đó là một khẩu shotgun, nhưng không thể làm gì được khi tầm nhìn là có trước dành cho Foxy. Anh cũng đổi được một và đó đổi hai đến 17 Gaming. DG8 đã có tình huống confirm, và pha tiếng này 17 Gaming họ quét sạch đi Genji. Xgrade là player cuối cùng đến từ bên phía đội hình của Asen, và ta đang chạy về hướng của Dana White Sport. Điểm kill này sẽ có top 6 cho Asen. Và chúng ta sẽ quay trở lại với tình huống giao tranh. Dana White Sport thậm chí còn chưa nhìn thấy Pucci ở đâu, nhưng đã gần như là cấu được toàn bộ lượng máu của player bằng người Thái. Và bây giờ thì là điểm knock out. Flash đã bắt được Loki. Flash tiếp tục tìm kiếm những trọng đầu còn lại. Đây là Ace 32, một vũ khí mà có lẽ vẫn chưa nhiều player làm chủ thời điểm hiện tại, vì họ đang quen những khẩu súng nó cũ hơn. Belmont đẩy gần, anh ta muốn phơm kill nhưng Salut cũng đang bò. Salut cần có một góc bắn đủ đẹp để lấy cả hai mạng trong pha này, nhưng anh ta lại không chớp được thời cơ. Bù Chiu chạy về, Bù Chiu mất máu, Bù Chiu không nằm. Một máu. Và đây chết không một pha hoàn toàn lại. Vâng, một tiếng lên confirm được Belmont Bù Chiu, và đó đã thành công. Lùi về vừa khít luôn, nhưng mà ở trong pha thứ hai mở cánh là hay nha. Vẫn đang có thể làm được, nhưng anh nhìn xem Belmont bắn là quá tởm đi, và chỉ còn lại một cái tên Seoul mà thôi. Seoul một đấu hai, và liệu rằng có thể làm được không đây? Phía bên này còn Buchiu, còn Belmont của Daydreat, và đây rõ ràng là một động thái cống top 1 dành cho bên phía đội của 17 Gaming. Làm sao ba bốn ông lẻ này bắn được với ba người bên phía 17 đây? Buchiu thực ra anh ta cũng có đủ thời gian để cứu người, dạy người đồng đội, nhưng bây giờ anh ta kẹt mất rồi. Flash trả lại quá nhiều, tầm nhìn hoàn toàn mất. 17 đang bắt đầu công lên phía trên top 5 dành cho Dana White Esports, nhưng Buchiu sẽ phải chơi một mình, phải bỏ lại Belmont thôi. The Mask đang có cơ hội tạo đột biến, anh ta cần ngồi im. 17 có biết hay không đây? 17 đang đi săn, nhưng The Mask đang có quá nhiều hướng để nhìn, và bây giờ những cái tiếng đang lộ ra. The Mask vẫn đang chờ, nhưng Shoot to Kill Penta cũng đang mò tới. Bây giờ hai ông lẻ này mà bắn nhau thì sẽ là một kịch bản mà không ai mong muốn cả. Shuji cũng đang chạy. The Mask cần ngồi im và nghe đủ thông tin ở trong pha này. Vâng, The Mask đang một mình kê hai hướng, và tôi nghĩ rằng tất cả sẽ ở khoảng tham bình. Còn trong khi đó thì Penta là người kết thúc nốt vị trí của Puchi. Ui, giờ mát bắt đầu bắn rồi, nhưng chưa kết thúc lại với 17 Gaming cả. Mọi thứ đã hết. Vị trí lộ ra, và đó là quét sạch luôn đội hình bên phía team
Hào với chỉ có Penta cơ, chứ không phải 17 Gaming. Và bây giờ 17 Gaming đang hướng về cái top 1 của mình. Một tình huống outbo luôn đến từ Penta. Vâng, và đó là 17 Penta. Chứ không cần thiết đến sự xuất hiện của 17 Gaming đâu, thì họ vẫn đem về trong cái top 1.